công viên làm xong, rất thuận lợi cho người dân đi tập thể dục hàng ngày, tạo môi trường trong sạch thu hút nhiều người đến đây. Nhưng, không hiểu sao công viên mới làm xong đã hư hỏng nhiều nơi rồi, một người dân phản ánh. Một vị trí hư hỏng tại hệ thống bể phun. Hiện trạng công trình cho thấy nhiều hạng mục bên trong công viên đã và đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Cụ thể, nền đường đi lại nhiều nơi bị sụt lún, giữa đường bị sập nát, mặt bể bơi nhiều nơi bị nứt dở, cửa sổ nhà điều hành cũng bị hư hỏng, gạt ốp tường bong tróc nhiều nơi. Bể chứa nước nhiều nơi bị hư hỏng. Ông Bùi Văn Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường xác nhận, công ty của ông là đơn vị chủ đầu tư xây dựng công trình công viên Sơn La ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, đã được nghiệm thu, nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Mái ngói bong tróc. Theo tìm hiểu của phóng viên, công viên Sơn La có tổng mức đầu tư từ gần 18 tỷ đồng năm 2009 tại quyết định số 795 Ủy ban Nhân dân, sau đó được điều chỉnh lên 25,3 tỷ đồng năm 2016 tại quyết định số 2697 Ủy ban Nhân dân bằng nguồn ngân sách địa phương. Bó dĩa trong công viên gãy dở. Mục tiêu của công trình là tạo khu vui chơi giải trí, sinh hoạt thể dục thể thao cho người dân, tạo mỹ quan chung cho khu vực. Địa điểm xây dựng tại đường Y Ân, phường Tân Thành, trên diện tích 28.72m². Theo thiết kế, công trình gồm có hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, hệ thống bể phun, hồ nước, sân đường nội bộ, bãi để xe. Nền đường trong công viên bị sụt lún. Nhiều hạng mục mới xây xong đã xuống cấp, hư hỏng khiến người dân nghi ngờ về chất lượng công trình. Cửa sổ nhà điều hành sọc sệt. Rác lềnh bềnh trong bể nước. Bên trong công viên Sơn La.